vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Đối với một hệ thống âm thanh, dù là đa kênh, xem phim hay stereo để nghe nhạc, giải trầm luôn có một vị trí rất quan trọng. Thông thường, người ta chỉ quan tâm đến giải trầm của hệ thống xem phim, thể hiện qua việc có nhiều thương hiệu có thể đem đến các sản phẩm thỏa mãn được những yêu cầu của như âm thanh có lực và có tiếng. Tuy nhiên, ngay cả nhạc stereo cũng được hưởng lợi rất nhiều nếu như có những giải trầm chất lượng được đánh đúng lúc với độ động đa dạng và thể hiện được độ sâu rõ nét. Hơn 30 năm trước, người nghe có một số thương hiệu để lựa chọn như Velogener hay Rell. Từ đó đến nay, một số hãng loa khác chuyên về subwoofer cũng đã xuất hiện, giúp thỏa mãn được cơn khát subwoofer chất lượng cao cho cả nghe nhạc và xem phim như SVS hay MJ Acoustic. Tuy nhiên, trong phân khúc phổ thông hơn, người nghe có thể tìm đến những mẫu subwoofer của Pop Audio hay Emotiva. Loa Emotiva Emotive SE12 chính là một trong những loa subwoofer chất lượng ấn tượng được giới thiệu trong thời gian gần đây. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu loa subwoofer này. Năm 2020, Emotiva chính thức ngừng sản xuất các loa subwoofer Emotive S10, S12 và S15. Sau hơn 4 năm xuất hiện trên thị trường, các mẫu loa này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đem đến những giải trầm chất lượng đối với người nghe ở một mức giá có thể nói là cực kỳ phải chăng. Tuy nhiên, công nghệ phát triển cũng dẫn tới việc vòng đời của chúng cần được kết thúc để những sản phẩm chất lượng hơn có cơ hội xuất hiện. Cũng trong năm ấy, hãng audio của Mỹ này giới thiệu đến công chúng 4 mẫu loa subwoofer mới, 2 mẫu reference là RS13 và RS11 với mức giá đều trên $1,000, 2 mẫu thuộc phân khúc bình dân là SE8 và SE12 trong tầm giá $400 đổ lại. So với các mẫu loa subwoofer Emotive thế hệ trước, loa Emotiva Emotive SE12 đã thay đổi khá nhiều, thể hiện rõ qua thiết kế bên ngoài. Giờ đây, mặt trước đã được làm bằng phẳng hoàn toàn, thay vì để 4 góc vát chéo. Tất nhiên, các góc vát chéo này vẫn xuất hiện trên ê căng loa, chứ không biến mất hoàn toàn. Đồng thời, 4 cạnh ngang của thân loa cũng được bo tròn, chứ không còn để vuông vức nữa. Bên ngoài thùng loa phủ vinyl đen, chống xước trông rất vừa mắt. Ngoài ra, thùng loa còn được làm bằng ván gỗ MDF khá chắc chắn, tạo thành một khối vuông hoàn chỉnh với độ dài mỗi cạnh là 40cm, tức là lớn hơn khá nhiều so với mẫu SE8. Điều đó cũng khiến cho khối lượng loa tăng lên thành 20kg. Phía dưới đế loa là 4 chân cao su chống rung không thể tháo được. Cũng giống như Emotive SE8, loa Emotiva Emotive SE12 được trang bị 2 driver, trong đó có một driver chủ động được đặt hướng sàn và một driver thụ động quay ra hướng phía trước thay vì áp dụng thiết kế bass phản xạ. Các driver này có đường kính lên đến 30,5cm. Màng nón được làm bằng giấy, được bọc viền cao su NBR khá dày để cố định lại bên trên khung. Thiết kế này có ưu điểm là các giải trầm có độ tuyến tính tốt, dễ kiểm soát giống như loa thùng kín, nhưng đáp tuyến sẽ sâu hơn do có driver thụ động bổ sung thêm giải trầm, mặc dù không thể sâu như loa bass phản xạ được. Là một mẫu loa subwoofer chủ động đúng nghĩa, loa Emotiva Emotive SE12 được tích hợp mạch khuếch đại Class D với công suất liên tục là 200W và công suất đỉnh là 400W. Nhìn chung, đây là một con số tương đối ổn. Ở những căn phòng có diện tích tầm 20m² trở xuống, người dùng sẽ không bao giờ cần phải chỉnh âm lượng của loa đến quá 50%. Đáp tuyến tần số của loa nằm trong phạm vi 28Hz cho đến 200Hz. Điều này có lẽ sẽ khiến nhiều người hơi thất vọng, vì với kích thước cùng với số lượng driver như vậy, họ sẽ kỳ vọng rằng loa Emotiva Emotive SE12 đánh được các giải trầm cực sâu, thậm chí dưới 20Hz. Do thiết kế khá đơn giản nên toàn bộ cụm điều khiển của loa nằm ở phía sau của thiết bị. Ở đây, ngoài switch gạt chỉnh pha từ 0 độ và 180 độ và switch gạt chọn chế độ auto, ta sẽ tìm thấy hai núm xoay, một để chỉnh âm lượng và một để chỉnh tần số cắt từ 60 đến 150Hz. Điểm khác biệt lớn nhất của loa Emotiva Emotive SE12 chính là chủng loại cổng đầu vào tín hiệu rất đa dạng. Mẫu loa này được trang bị cọc loa high level, đầu vào RCA và đường tín hiệu LFE, giống như ở nhiều mẫu loa cao cấp, đắt tiền hơn vài lần. Thế nhưng, đầu vào tín hiệu XLR không xuất hiện trên loa như ở thế hệ trước. Bên cạnh đó, Emotive SE12 cũng được trang bị cổng đầu ra RCA với bộ lọc thông cao, sử dụng switch gạt lựa chọn 3 tần số cắt 60, 80 và 100. Lúc này, loa sẽ nhận tín hiệu trực tiếp từ nguồn phát, sau đó dùng mạch phân tần trong loa để cắt giải cao và chuyển tín hiệu đã xử lý đến preamp thông qua đầu ra RCA. Đây là một thiết kế rất thông minh vì nó cho phép kết nối loa với những preamp không có đường LFE hoặc không có đường shop out, không có chế độ điều chỉnh bass.
Yếu tố này giúp cho Emotif SM12 trở nên cực kỳ linh hoạt, có thể phối ghép với bất cứ hệ thống âm thanh nào. Dù là nghe nhạc, xem phim, sử dụng AV Processor hay preamp âm ly tích hợp hai kênh thông thường. Một điều thú vị là loa Emotiva Emotif SM12 được trang bị mạch điện phù hợp với bất cứ khu vực địa lý nào. Do đó, chiếc loa này có thể sử dụng được cả ở thị trường Mỹ với hệ thống điện 120V hay thị trường châu Á với hệ thống điện 230V mà không cần sử dụng ổn áp. Tất cả đều có thể thay đổi thông qua một công tắc nhỏ ở đằng sau loa. Để có được một chất âm tốt nhất, dù là ở hệ thống xem phim hay nghe nhạc, subwoofer vẫn là một thành phần không thể thiếu. Loa Emotiva Emotif là một sản phẩm được thiết kế để có thể thể hiện tốt dù sử dụng với bất cứ mục đích nào. Mẫu loa này kết hợp giữa mức công suất lớn để có thể tái tạo lại những dải trầm mạnh nhất với sự chính xác, tinh tế, có thể làm nên những dải trầm chi tiết, giàu tính phức tạp. Với mức giá $400, đây là một sản phẩm có tính cạnh tranh cao, rất đáng để thử nghiệm trước khi người nghe quyết định nên lựa chọn mẫu subwoofer nào cho hệ thống của mình. Hy vọng rằng video của chúng tôi đã phần nào giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn về mẫu loa subwoofer Emotiva Emotif SM12. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.